Vâng, là đầu tiên Thanh Tùng xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video về ra con bà tra bắt cá. Cá nó ngủ ban đêm, nó ngủ trong con bà tra. Cho nên bây giờ mấy anh đây mình ra con bà tra để bắt cá. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng xem video của mình bắt cá trong bà tra. Đục rồi thấy có không? Đục dần xong rồi thấy có. Phải không? Từ từ đây thôi, coi thứ có. Nhẹ nhẹ. Coi thứ nó cho nó đục nước đục rồi không thấy á. Chứ đầu chú. Nó đi vô cái vợt lại. Chú mày đã chưa chết, cháy trời, chú mày đã cháy trời. Đúng. Có mà đám luôn đó. Ừ. Chú là cháy kìa sổ đâu, nhớ đám luôn à. Trời cũng thấy. Có chỗ nào mà. Chỗ nào tôi vô cũng thấy. Vô để từ từ cái chỗ nào tôi vô chứ. Vô không thấy đường, vô không thấy đường đâu mà. Nào. Người góc không từ từ đi. Nè. Chân tôi này, ừ. Mà chắc là cái đèn pin bóc rồi, chắc thật này nè. Cái này thao. Thấy rồi, thấy rồi, từ từ. Thấy cái gì không? Thấy rồi, thấy cái gì rồi? Đó. Đó. Lọn cái, cái xuống. Lọn cái vợt xuống. Từ từ. Lọn vợt cái, lọn vợt cho cái, lọn cái vợt cho cái đầu ấy. Từ từ. Lọn cái vợt. Thấy nó từ từ, nhẹ nhẹ. Lượm cái cây ở trên nữa. Lượm không được. Cái cây ở trên nè. Có ha, lượm có ha, lách nó rồi có lìa gì mà bác nó ra đụng rồi tông mất cái gì được rồi tông mất nè, thấy qua nó dướng cái cây đây nè, đó nó dướng cái dướng cây đây, bây giờ dở lên không được rồi nè, dở nó rồi nó tới cái cây độc bình đây rồi, nó qua đây rồi, nó qua rồi có đó bự không nhỏ lửa chứ. Lửa chứ. Từ đâu? Quay của nó đi. Nó xuống rồi. Thấy quay chưa? Đâu quay lắm. Quay lắm nó. Mày test cái bình đầu tiên đi. Quay lắm nó. Mày test đi. Tôi mới test được. Đó đó. Đây mà đĩa cái vợt phía đầu đây nè. Rồi một bóc quay đi. Chặn cái đầu ấy. Em phù hợp. Nè rồi rồi. Test được. Thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Đó. Chặn cái đầu, đừng có chặn cái đuôi. Nó đi qua đó. Mẹ có ô. Hơi con luôn. Hơi con luôn. Con này rồi, này xuống này lên. Hơi con luôn. Con này xuống này lên này. Bét là phải chặn cái đầu ấy. Đứa chặn đi nước rồi, chặn đi nước rồi. Đây nè, qua đây nè, đây. Đây nè, đây nè. Đi rồi mà ra đây là khó bét. Rồi, đây là rồi mẹ rồi. Thì nó đi, xíu nữa rồi bét thôi. Tâm lưu thiệt đi. Chặn cái đầu ấy, đừng có chặn cái đuôi. Bự lắm. Từ từ thôi. Đây cái con ở dưới đây đụng nó nằm trong cái ủa. Đó rồi con đó bé tại vì con bé không. Từ từ. Bắt mày rồi. Con này cái ủa dưới hồ vô chạy luôn rồi. Tôi cũng có bây giờ chứ có tôi chụp. Đâu còn đó. Đâu? Hả? Còn mà mày biết nó bị buồn như cây thằng nào với con cũng đâu để ấy đó. Đâu dọn cái cây con nè. Nó còn bị thì nó còn lá bị mẹ. Bắt chứ con bự đi. Nó trả ra liền tôi đại đang lên chứ. Đại là gì? Con này con hay thôi. Con này chắc không có hay. Nó ruông bô ra đâu đây. Mẹ ừ.
mẹ con kia. Con. Thôi được rồi, đi xíu nữa đi. Nó con dựa, con lên mày, mày nhỏ, mày nhỏ, con nã cả. Ờ, đúng rồi. Nó ra ngoài mé rồi. Ừ. Đã lên lây đỉnh. Không được. Mẹ mày cho quái. Dĩa cho quái. Rồi mà đi ra ngoài thì tôi úp ở trong mấy căn rồi. Ra ngoài là một phước binh mà muốn phát binh ông ạ. Bét người, ta gờ cái lưới phía cái đầu nó ấy. Ừ. Nó khùng quá. Nó là một củ đầu bơ ông mẹ lại. Ừ. Bơ không à. Chết mà tôi răng nó vậy. Tôi răng ở đây không? Tôi răng ở đây mà. Tôi răng ở đây đó. Tùm lum cây cấu dài mà biết anh không nấp. Mà nấp cho người mà giờ anh có hay thì đúng mà nấp. Cái này chưa đủ thịt mà chắc cũng đủ rồi. Đủ rồi. Đúng rồi. Có buông mày đâu? Đây. Đó đi, con nào không? Đây, bác đó. Có rồi, có bác lửa mà. Mà nước có nào hơi đục đó chứ phải không? Chưa xíu nữa rồi, xíu nữa. Ê? Nó còn kiệt rồi, nó căng rồi. Bà bữa, mấy bữa thấy rõ lắm kìa. Con nước ghé thâu cho mình. Chạy qua đó lên. Đâu. Đó. Nó hoài độc rồi. Nó nằm ta ngủ đó. Rồi để tôi. Nó cần cái bô. Đúng hết cái bô lớn vậy là con. Đưa mẹ cái bô lớn thôi. Thôi mẹ luôn. Từ nó qua mẹ luôn. Cầm hết luôn. Mày bước vô chỗ đây này lên nè. Còn cầm cô đưa đây. Mát ra đây nè. Được không? Được, được không được. Dậy, ốc sách cũng được. Được không? Bò mẹ luôn có. Ừ. Một ố hả? À, dạ, bò mẹ luôn. Bò mẹ hả? Chắc luôn. Khoan từ từ. Từ đi tôi bước vô trang thí. Rồi, rớt bỏ con rồi, rớt bỏ. Hơi mẹ. Hơi mẹ. Bỏ đi vô đi. Đi qua nó đụng cái nên cài nó rớt. Nã cầm có một cái bô. Cầm có một cái bô. Cái bự ấy. Bự không? Từ từ thôi. Được không? Được. Mẹ con bự nữa mẹ ơi. Bác hứa là một chợ con không phải không lấy? Chỗ nồn. Đi đây. Đưa bộ đây, lũ vô. Ba con luôn hả? Từ từ. Hả? Đây, nó qua đây, bên đây lên nè. Đó, nó qua bên đây nè. Bên đầu, từ từ. Đây, ngay. Trang cái bô á. Từ từ. Đậm quá cái nó. Bò mẹ luôn mình đốt được mẹ luôn. Đâu. Nó đi từ từ mà. Đi từ từ cho dưới con này. Cho cái con nó bự. Từ từ bỏ cho nó vô. Dưới cái nhánh cây. Dưới mẹ mắt luôn
Đấy. Má có mồm mấy rồi. Cái con này nó bự cậu ơi. Cái con thằng Linh nó bé nó bự. Đó đó nè, ngay mấy bồ đó. Thấy chưa? Đó, ngay mấy bồ luôn. Đó. Con này cũng tùm ra. Từ từ thôi. Coi nữa. Thằng Quang ép 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 cái bên kia. Nó dưới cái nhanh cài. Thì đó. Dưới nó cài mà sôi lên. Mẹ đau nó cũng cũng vô. Ông lồm giải đó. Hứng vô hứng vô quán. Rồi. Vô chưa? Bung nhanh cài. Ôi. Cài nó dính. Ôi nó từ ông bác kiểu là tụi thấy không được rồi. Cài nó dính mà làm sao được. Để tao ập cầm mạnh xuống luôn chứ. Bông mình nhưng cài nó kia là chỉ cần có năm phần là nó lắc nó đi. Ông lừa cái nhánh cây qua một bên rồi. Cái nên nước độc không á? Độc là một độc hết kẹo. Không thấy đường nhá. Có gì một cái lửa vậy mà. Từ từ thôi đừng có. Chẳng chụp cái hướng cái đầu ấy. Không có là phải chụp chụp cái hướng cái đầu chứ không chụp cái hướng cái đuôi mà biết cho nó. Con nó đã mất rồi. Lùi đục bình nó lùn lách này. Lùn lách này. Lùn đục bình. Đó đó đó, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Phơi mẹ luôn. Phơi mẹ không mẹ, mẹ Trang, bé mẹ đây lớn hơn nè. Đây nè, đây nè, cắn mạnh luôn. Đây nè. Đi đầu, thái đầu đó. Chặn mạnh luôn. Một. Đó, một. Hơi chặn tới trước luôn. Qua kia rồi. Qua rồi, nó than tiếng rồi. Còn con đây. Kìa. Con, quá cạo nè. Còn con đây. Con tự nhảy nhảy, đồ mới muốn bét tiền con nó chạy nó quậy. Tóm con rồi. Rồi con nó vô đó. Mua nè, xé luôn giật con đi ra mé luôn mày. Luôn có lúa đi luôn. Chục mà đầy. Chữ nè. 50. Một sức tính cho giật khóc. Từ thôi mẹ chặn cái đầu ngay chỗ cái đầu ấy, là nó không có. Nó có rượt tới nó cũng vô cái vợt. Bị lưới vừa trước rồi, ông Linh ông bỏ rồi còn. Mưa đâu mưa. Ước còn trắng mắt. Linh người ta đây nữa mà. Lấy hết luôn chứ người ta nào đâu. Nãy giờ hồi còn bự lắm. Nước quá. Mấy thằng đi chích đi nói chứ ơi. Đặt nó cầm quá. Đây nè. Nó
từ từ, đây đây đây, để một cục đó. Nửa cái, nửa cái, nửa cái không? Nửa cái, nửa cái, nó dướng gì đây? Dính không mà dướng? Dướng, dướng cài. Dướng là không trúng. Rồi, chạy qua đầu, chạy qua đầu. Đó, còn đó. Đúng, xe lướt đi rồi mày ơi. Chạy qua rồi. Xe qua kia à? Xe. Chạy qua rồi. Xe lướt đi. Ôi. Lư đâu có chục mà lư không. Mẹ. Con nó có nói bự bự không? Nó vô đây nó ngủ. Đó đó, ngà cái bồ đó. Chết rồi, chứ mà trước khi đĩa là phơi thoát cái vợ con vô nó ép giúp mà đĩa chứ đâu vô. Đâu vô, một khuê, xuống, mà trặc nữa thì thôi á. Con này hắn trặc. Con thấy cái... Đâu đâu, được, xét. Trặc rồi. Ông cái vợt nó giục quay, nó bự gì gớm, nó đưa nó. Con rồi. Đưa cái rẹt nó phán qua cái rồi cái rầm liền thôi. Ông đưa cái đĩa cái vợt ông còn. Ông chụp bô luôn, bô ta luôn, chụp bô rồi ra cái mày phán nó ta. Ông chặn xuống đầu là ông ụp cái tay vô luôn. Giờ nó phán rồi cái rầm liền mà. Làm cái tẹt mà tôi nghe luôn. Mà. Con nó bự cái chứ. Lào lắm rồi, vợt con lào lắm rồi, khe khe đột mấy cái ai của nó đó. Không ăn. Cho nào vậy? Nhất nhất hả? Bét này mà không thấy là nào đứng nhất. Bét này mà không thấy gì nào mà đứng nhất. Có phi với cái gì? Bằng ta bằng ta chứ mấy. Vâng, mình cũng xin kết thúc của video. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem cái video của mình vừa qua. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.